cặp đôi Minh Huy và Ngọc Lan tươi tắn trong lễ ăn hỏi. Sáng nay, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã có mặt sớm tại nhà của thiếu gia Minh Huy để cùng chú rể và dàn bưng quà họ hàng nhà trai tới xin hỏi cưới kiều nữ Ngọc Lan. Thiếu gia Minh Huy đã chuẩn bị đội ngũ chỉnh tề, mặc quần áo trang phục áo dài truyền thống lịch lãm cùng với dàn bưng quà nhà trai. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đến nhà cô dâu Ngọc Lan ở Tân Bình để tiến hành lễ ăn hỏi vì cùng hoạt động và đã tìm hiểu từ lâu. Tình tình lại vui vẻ hòa đồng, cặp đôi Minh Huy và Ngọc Lan được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý và nhận lời bưng mâm quà giúp. Chú rể Minh Huy chọn bộ trang phục áo dài nam cách điệu, gam màu xám trẻ trung và thanh lịch đến nhà gái để hỏi cưới. Dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía nam góc mặt trong đội bưng quà của Minh Huy như Trương Nam Thành, Quốc Trường và Bảo Sơn. Dàn bưng quà phía nhà gái cũng toàn các gương mặt xinh đẹp như Khánh Hiền, Hồ Bảo Trâm và Vũ Ngọc Anh, các nàng phụ dâu tươi tắn và rạng rỡ trong bộ áo dài hồng phấn nữ tình. Nhà Ngọc Lan ở Bình Tân và được trang trí theo tông màu hồng lãng mạn với cổng hoa được kết từ hồng trồng. Hoa hồng chủ đạo của các lá cây tươi rực rỡ và sống động. Bàn thờ gia tiên của nhà gái cũng được trang trí với hoa hồng trắng, hoa hồng phấn lãng mạn, ở giữa là một chữ hỷ sơn song thép vàng. Cô dâu Ngọc Lan ê ấp trong chiếc áo dài vằn màu hồng phấn pha xám đồng bộ với áo dài cưới cách tân của chú rể Minh Huy, cả hai ra mắt quan hiền hai bên gia đình. Chú rể đeo đôi bông tai đàm hỏi cho cô dâu Ngọc Lan. Ngọc Lan vốn là người rất máu nước mắt khi nghe mẹ ruột dặn dò về trách nhiệm của người vợ trong gia đình, cô đã không kìm nén được xúc động mặc dù đám cưới lần hai. Sau khi cùng thực hiện nghi lễ trước bàn thờ gia tiên, lễ ăn hỏi được tổ chức theo nghi thức truyền thống kết thúc, Ngọc Lan và Minh Huy đã nhanh chóng thay đổi bộ trang phục để đến nhà hàng làm lễ đính hôn. Cô dâu Ngọc Lan lãng mạn trong bộ phục cưới vào trắng của Jolie Folie. Sau đám hỏi diễn ra tại nhà gái, cặp đôi đẹp của làng phim Việt tổ chức bữa tiệc thân mật, chiều đãi bạn bè vào buổi trưa. Cô dâu sinh năm 1985, cười cảm trong bộ váy cưới sáng trắng, chất liệu vàng mỏng mềm mại, nắm tay ông xã để tiến về khu vực đãi tiệc. Trong thời gian chờ đợi khách mời, cả hai liên tục thể hiện tình cảm và chăm sóc nhau trước ống kính. Đại diện nhà trai và nhà gái lên sân khấu phát biểu cảm xúc, Trương Nam Thành kể một số kỷ niệm hài hước mà anh chứng kiến trong quãng thời gian của Ngọc Lan và thiếu gia Minh Huy yêu nhau. Sau đó, Minh Huy đã trong trang phục vét lịch sự đứng trên bục sân khấu gửi gắm tâm tình đến bà xã trước đông đảo khách mời. Có rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời của anh, nhưng vẫn thiếu một người, đó là mẹ của Minh Huy đã mất từ sớm. Trong cuộc đời này, nếu người đó nhìn được thì anh lấy người như em làm vợ, người đó rất vui và hạnh phúc. Cuối cùng, anh muốn nói kể từ hôm nay, em hãy trở thành một phần rất quan trọng với anh. Cô dâu Ngọc Lan xúc động bước lên sân khấu khi được chủ rể thổ lộ tình cảm trước bạn bè, người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.